đô la Mỹ vì Internet không hoạt động. Firstput cho biết những lần tắt mạng Internet tại các điểm nóng ở Ấn Độ đã khiến doanh nghiệp thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ. Theo tính toán của Firstput, nhà mạng di động mất trung bình 1 triệu đô la Mỹ trong 3 giờ tắt mạng tại một trong số 22 khu vực mà họ cung cấp dịch vụ. Hiệp hội nhà khai thác di động Ấn Độ COAI ước tính, các doanh nghiệp khác hoạt động trong khu vực bị tắt mạng di động chịu thiệt hại bằng một nửa nhà mạng trong khoảng thời gian tương đương. Nghiên cứu năm 2018 của Hội đồng Nghiên cứu các quan hệ kinh tế quốc tế Ấn Độ cho biết, những lần tắc mạng internet đã khiến nền kinh tế nước này thiệt hại 3,04 tỷ đô la Mỹ trong khoảng thời gian từ 2012 tới 2017. Ấn Độ đã có tổng cộng 350 ngắt mạng internet tại các điểm nóng khắp đất nước từ năm 2014. Chính phủ nước này cho rằng đây là biện pháp cần thiết để ngăn chặn khủng bố.